văn nghệ của đường văn nghệ khu phố năm và chào mừng ngày đại hội đại đoàn kết dân tộc. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn tiếng hát của các chị trong đội cựu chiến binh, tiếng hát của mình chị Thanh Thảo của bên phụ nữ, xin cảm ơn. Vâng, đã đến giờ buổi lễ, thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng các quý vị chúng ta đứng lên để chào mừng. Cái mời của phường như thế này ở đây nghe học phúc chỉ trang y phục xoay nghe chào cơ chào của thành ủy về việc thực hiện cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước trên địa bàn khu phố trong năm 2019. Qua đó phát huy tinh thần thi đua yêu nước và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền nhằm vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hôm nay ngày 14 tháng 11 năm 2019, được sự thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Thành, lãnh đạo khu phố, Ban công tác Mặt trận khu phố 5 long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Về tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư khu phố 5 hôm nay, chúng tôi hân hạnh được đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu. Về phía lãnh đạo phường, xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành. Xin được trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Thị Hiếu Nhu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trương Thị Lệ Dung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Thành. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lai Phúc Hương, Chủ tịch Hội khuyến học phường Tân Thành.
Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Thường, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Tân Thành. Về phía khu phố, xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Tiến, Bí thư chi bộ khu phố 5. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đào Xuân Thích, khu phố trưởng khu phố 5. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Ninh, Phó trưởng ban công tác mặt trận khu phố 5. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Thọ, khu phố phó khu phố 5. Cùng toàn thể tổ cảnh sát khu vực khu phố 5 cũng có mặt ngày hôm nay. Đến tham dự ngày hội hôm nay, ban tổ chức chúng tôi cũng rất hân hạnh được đón tiếp các ông bà đại diện cho các ban ngành đoàn thể của phường, các đồng chí đảng viên, các cán bộ khu phố, tổ dân phố, thành viên ban công tác mặt trận, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể và đông đảo nhân dân trên địa bàn khu phố 5. Vâng, một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón các quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu và nhân dân đã đến dự ngày hội hôm nay. Và xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình ngày hội hôm nay một nghi thức khai mạc, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu tham dự ngày hội. 2. Ôn truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 3. Báo cáo tóm tắt kết quả phối hợp thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020. 4. Đóng góp ý kiến của người dân ở khu dân cư. 5. Chủ trì phát biểu tiếp thu và giải trình. 6. Biểu dương gương người tốt, việc tốt năm 2019. 7. Tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn khu phố. 8. Phát biểu của lãnh đạo. 9. Phát biểu cảm ơn và kết thúc hội nghị. 10. Chào cờ bế mạc. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đại biểu, bắt đầu chương trình ngày hội hôm nay, xin được trân trọng kính mời ông Phạm Văn Ninh, Phó trưởng ban công tác mặt trận khu phố 5 lên phát biểu ôn lại truyền thống 89 năm mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa quý vị lãnh đạo và toàn thể nhân dân khu phố 5, trước hết tôi xin thay mặt cho khu phố 5 được gửi đến quý vị lãnh đạo và toàn thể nhân dân khu phố 5 lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị lãnh đạo và toàn thể nhân dân khu phố 5, nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019, hôm nay khu phố 5 tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội của chúng ta vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp và nhân dân trong khu dân cư về tham dự ngày hội. Ngày hội hôm nay là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2019 và sơ kết một năm thực hiện chỉ thị 19 của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước, cùng nhau bàn bạc góp ý về những mặt làm được, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước trong năm qua, đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng khu dân cư trong thời gian tới ngày một tốt hơn. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, trải qua
qua 89 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ hội phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước quý báu của dân tộc ta, đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân trong mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho đồng bào. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, trong năm qua thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nghĩa tình, khu dân cư chúng ta đã triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của các ủy chi bộ, triển khai thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động. Tại khu dân cư chúng ta đã có nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình được xây dựng, tạo được sự đồng thuận, huy động tinh thần tự nguyện tham gia các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, góp phần chung tay chăm lo gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chỉ thị 27 của Trung ương về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, lễ tang và lễ hội, chống các sản phẩm dân văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, sạch đẹp, nghĩa tình. Kính thưa quý toàn thể quý vị đại biểu, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trong đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025, 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 75, 30 tháng 4 năm 20, 95 ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020, 60 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, 20 tháng 12 năm 1960, 20 tháng 12 năm 2020. Nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận của nhân dân khu phố năm là chúng ta thảo luận để phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp với mục tiêu, công trình cụ thể nhằm tạo khí thế phấn khởi của nhân dân trong cộng đồng dân cư, đồng thời triển khai thực hiện một cách có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 trọng tâm tại khu dân cư và tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch đẹp và giảm ngập nước, và trước mắt là khu Nam thực hiện tốt công tác tổ chức đón Tết cổ truyền 2020 là thành phố sạch, thành phố văn hóa theo kết luận người hội nghị của lần thứ 32 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 10. Ban công tác Mặt trận khu phố Nam tin tưởng rằng với sự đồng tâm hiệp lực của các chi hội, chi đoàn và đồng lòng của nhân dân của khu phố Nam, chúng ta sẽ thực hiện có hiệu quả các vận động phong trào tại khu phố của chúng ta. Cũng xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân khu phố đã về tham dự ngày hội. Xin cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường Tân Thành đã quan tâm hỗ trợ để khu năm chúng tôi tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hôm nay. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn.